Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái cách đơn giản nhất để chúng ta có thể tạo được một cái tài khoản Google mà không cần phải xác minh bằng cái số điện thoại nha. Thì để tạo được một tài khoản Google hay còn gọi là tài khoản Gmail thì có rất nhiều cách. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách đơn giản nhất để các bạn có thể là tạo được một cái tài khoản Google mà chúng ta không cần phải sử dụng cái số điện thoại để xác minh. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chính cái ứng dụng Google trên điện thoại của mình luôn. Lúc này thì mình sẽ bấm vào cái phần tài khoản Google có sẵn của mình. Và mình chọn là phần nó là thêm vào một tài khoản khác. Rồi, ở đây thì nếu như điện thoại của các bạn sử dụng cái khóa bảo mật, ví dụ như là bằng vân tay hoặc là bằng mẫu hình thì các bạn sẽ tiến hành là nhập vào. Bây giờ thì nó sẽ Google nó sẽ cho các bạn một cái giao diện để đăng nhập và các bạn sẽ bấm cho mình một cái mục là tạo tài khoản. Ở đây thì các bạn có hai lý do. Thứ nhất là dành cho mục đích cá nhân của tôi và thứ hai là dành cho công việc hoặc là doanh nghiệp của tôi và tùy vào cái mục đích của các bạn nha. Thì nếu như mục đích của các bạn là cá nhân thì các bạn chọn vào phần nó là dành cho mục đích cá nhân của tôi. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là nhập họ và tên của các bạn vào. Sau khi mà các bạn đã nhập được họ và tên vào rồi, các bạn nhấn vào phần tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là nhập ngày tháng năm sinh của các bạn vào. Rồi các bạn chọn giới tính. Sau đó các bạn nhấn vào phần tiếp theo. Thì Google sẽ gợi ý cho các bạn về một số cái tên có sẵn để các bạn có thể là tạo thành tài khoản Gmail luôn. Ví dụ như là leohe238a@gmail.com hoặc là hoele8239a@gmail.com. Hoặc là nếu như các bạn muốn tạo một cái địa chỉ Gmail riêng theo phong cách của các bạn thì chúng ta sẽ chọn một mục đó là tạo địa chỉ Gmail riêng của bạn. Ở đây thì các bạn sẽ nhập cái tài khoản Gmail của các bạn vào. Ví dụ như là mình tạo tài khoản Gmail. Đó là levanhoe90a@gmail.com. Sau đó mình nhấn vào phần tiếp theo. Rồi, thì ở đây nó báo là tên này đã được người khác dùng thì mình sẽ cần phải tạo thêm một cái tên khác. Ví dụ như là mình sau khi mà mình đã tạo được tài khoản Gmail rồi thì ở đây mình sẽ nhập mật khẩu của tài khoản Gmail của mình vào. Rồi mình sẽ nhấn vào phần là tiếp theo. Ở đây thì nó sẽ hỏi các bạn là có thêm số điện thoại hay không. Thì nếu như các bạn không muốn thêm số điện thoại thì các bạn nhấn cho mình một cái mục đó là bỏ qua. Rồi, tiếp theo thì ở đây nó đã thông báo cho bạn là bạn đã tạo được cái tài khoản Gmail thành công. Và mình sẽ nhấn vào phần là tiếp theo. Ở đây thì Google nó sẽ đưa cho chúng ta một số những cái quyền riêng tư và điều khoản thì các bạn có thể là đọc và tham khảo qua. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần là tôi đồng ý. Rồi, như vậy là các bạn đã tạo được một cái tài khoản Gmail thành công mà chúng ta không cần phải xác minh bằng số điện thoại. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành là đăng nhập cái tài khoản Gmail các bạn vừa tạo vào. Đó. Đây chính là cái tài khoản Gmail mà mình vừa tạo. levanhoe789a@gmail.com. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn cho bạn cái cách đơn giản nhất để chúng ta có thể là tạo được một cái tài khoản Gmail mà không cần phải xác minh bằng số điện thoại.